Bạn thứ hai là bạn Thản Thương đến từ Đắk Lắk.
trong quá trình bạn làm việc tại Sapa thì bạn rất là xuất sắc trong các vấn đề văn nghệ, văn hóa phong trào, rồi tất cả các vấn đề về nghệ thuật, công đoàn. Xin mời bạn Phạm Thương. Bây giờ mình xin chào mừng bạn nhân viên thứ ba là bạn Ngọc Huyền, công chúa của Bảo Lộc, xinh đẹp và nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón mời khách hàng. Mình xin được mời chị Đỗ Thu Hiền là giám đốc Hiền Vân Spa nên trao tặng những phần thưởng, phần quà của Hiền Vân Spa. Xin ban tổ chức cho một phô hình Chúng ta cùng chúc mừng bạn Vân Chi. Rồi thành viên thứ hai của gia đình Hiền Vân Phục Ba là một con cơ đến từ Đắk Lắk. Bạn cũng là một nhân viên xuất sắc đã hoàn thành chỉ tiêu và bạn luôn luôn cống hiến hết mình và trong tất cả các hoạt động và trong ngành nghề nghiệp. Bạn luôn luôn có những sáng tạo rất là tốt. Rồi chúng ta cùng một tràng vào tay chúc mừng bạn Phạm Thương. Bạn thứ ba là bạn công chúa Ngọc Huyền đến từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bạn thứ ba đến từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng là công chúa Ngọc Huyền. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa đại gia đình Hiền Vân Spa, thực sự thì khi bắt đầu bước chân vào làm việc với Hiền Vân Spa thì lúc đầu là em cũng chưa có đam mê nhiều lắm, nhưng mà trong quá trình làm việc tại Hiền Vân Spa thì
em được chị Đỗ Thu Huyền, giám đốc Huyền Bay Spa truyền lấy nhiệt lửa, nhiệt huyết cho mình. Và đến bây giờ như em làm việc thì em có thực sự là cũng quên mình vì Huyền Bay Spa luôn. Và được cái nhiệt huyết đó thì em cũng truyền cho tất cả các bạn nhân viên. Như khi quý khách hàng đến Huyền Bay Spa làm việc thì các bạn thấy một bầu không khí làm việc rất là nhiệt huyết, là truyền từ trên ban giám đốc xuống em làm quản lý và xuống các bạn nhân viên. Đấy là cái cảm nhận của em. Thì Huyền Bay Spa trước giờ thì mình làm việc luôn bằng cái tâm là đặt quyền lợi và những cái lợi ích đối với làn da của khách hàng lên trên hết. Và em cũng thường tâm sự với các bạn học viên, khi mình là một người kinh doanh thì đầu tiên là mình phải trân trọng, mình nâng niu làn da của khách hàng giống như làn da của khách mình, thì mình sẽ hiểu được những cảm giác, những mong muốn của khách hàng. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và bây giờ hôm nay lên rất là xúc động, nên là nếu mà nói có cái gì rất hơi gấp thì mọi người thông cảm nhé. Thì trong suốt quá trình là tới bây giờ là 3 năm rồi thì em đã làm việc tại Huyền Bay Spa. Thì cũng một may mắn là tại sao mình cũng chưa hiểu là mình có duyên khi được làm việc ở đây. Thì lúc đầu mới vào thì chị Huyền bị giúp đỡ, rồi chị dạy nghề cho em. Thì trong cái quá trình làm việc thì khách hàng rồi là chị Huyền là rất là vui vẻ và chị giúp đỡ em trong suốt các về học tập này, về cuộc sống nữa, chứ cũng không phải là về mỗi làm việc thôi. Và các bạn ở đây thì rất là hòa đồng, mọi người luôn là vui vẻ với nhau. Nên là em thấy Huyền Bay Spa thì là mình đang gắn kết một thời gian rất là lâu dài, và em nghĩ là em sẽ còn gắn kết lâu dài hơn nữa. Thì cũng nhân qua buổi tất niên ngày hôm nay thì em vẫn gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi với chị Hiền. Nhiều lúc thì cũng có lúc là mình cũng không có được nghe lời cho lắm. Thì qua buổi tiệc hôm nay thì mình và lời cảm ơn tiếp theo nữa là em cảm ơn tới anh Hảo và chị quản lý Vượng Phát đó. Và lời cảm ơn cuối cùng thì cảm ơn tới tất cả các khách hàng hiện tại đang có mặt ở đây và tất cả các khách hàng đang theo dõi qua các kênh truyền hình. Là em khi mà bạn đã học tập và làm việc tại Huyền Bay Spa năm 2019 và mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì? Dạ, em cảm ơn chị ạ. Lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ý là trong quá trình em cũng tìm hiểu rất nhiều nơi và em đã quyết định tới Spa Huyền Bay để học tập và làm việc. Qua quá trình em đã ở Spa được 1 năm rồi ạ. Em cảm thấy rất là yêu nghề và mong muốn gắn bó ở Spa rất là lâu dài ạ. Em cũng biết nói gì hơn. Trước tiên là lời đầu tiên là em xin cảm ơn tới sếp ạ. Sếp luôn là từng giúp đỡ em và chỉ dạy em rất là nhiều. Và lời cảm ơn thứ hai là em xin cảm ơn tới chị quản lý xinh đẹp ạ. Chị rất là dịu dàng, lúc nào cũng dạy dỗ tụi em như là đàn cái bút vậy. Và lời cảm ơn thứ ba là cảm ơn tất cả các khách hàng, lúc nào cũng lời cảm ơn spa đó là tất cả các bạn đồng nghiệp tận tâm của em rất là dễ thương. Em vẫn tiếp tục gắn bó với spa mình và cố gắng cố gắng hơn nữa mà. Thế chưa hả? 200%! Các bạn có đồng ý với mình không ạ? Có hôm nay đến tham dự buổi tiệc thì là các vị khách quý đều có tại gia đình nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin mời chị tiếp tặng mình món quà cho chị Phương Phương ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều, xin mời chị Đỗ Thu Huyền tặng món quà cho anh Trường ạ. À.
và một món quà phần tặng dành tặng cho chị Xuân Hạnh Thu Đông ạ. Xuân Hạnh cùng Hiền Vân Sơ Ba trong suốt quá trình những năm qua, và mình hy vọng rằng trong năm tới thì Hiền Vân Sơ Ba luôn được các bạn đồng hành và ngày càng cố gắng. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ làm việc hết mình với năng mức năng lượng 200% nhé. Bây giờ để các vị khách quý và các đại gia đình người dân Sơn La không phải chờ đợi lâu, bây giờ chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng buổi tiệc xin được bắt đầu. Bản thân thương nên đóng góp một bài hát để mở đầu chương trình. Chỉ là mục tiêu mà con có, nói đi.